Khả Như vắng mặt trong chuỗi đám cưới của bạn thân, Kuka thừa nhận, thất bại của tôi là mối quan hệ bạn bè, Kuka và Khả Như có thời gian gắn bó cùng nhau từ thời mới vào nghề. Cả hai còn thường xuyên xuất hiện chung game show, trước đây, trong một bài phỏng vấn, Kuka còn thừa nhận, tôi và Khả Như chơi thân với nhau từ đó giờ rất lâu rồi, rất là bền. Tuy nhiên, trong chuỗi đám cưới vừa qua của Kuka và Kim Tuấn Kiệt, Khả Như lại vắng mặt một cách kỳ lạ và cũng có động thái khoe thiệp hay chúc mừng người bạn thân thiết hay vào đó. Cô chỉ tích cực chia sẻ hoạt động nghệ thuật Chính những điều này làm rộ lên tin đồn rạn nứt tình cảm bạn bè giữa hai người đẹp, giữa lúc tin đồn râm ran trên mạng xã hội, đoạn clip Puka tâm sự về chuyện bạn bè trong cốt cát của Minh Tú từ 7 tháng trước bất ngờ gây chú ý trở lại. Cụ thể, bà xã Kinh Tuấn Kiệt chia sẻ mọi mặt trong cuộc sống đều ổn, trừ tình bạn. Công việc trên biểu đồ dù lại lại nhưng vẫn đi lên. Thất bại của chị là về mối quan hệ bạn bè với nhau thôi. Đó là những cái chị cảm thấy chị thật sự thất bại. Chị thấy mình luôn hết lòng với những mối quan hệ xung quanh. Đôi khi mình xem các mối quan hệ đó như người thân, anh chị em ruột trong nhà nhưng đôi khi cảm xúc và sự việc người ta đưa đến không đúng như những gì mình mong muốn. Và mối quan hệ đó không còn nữa, đó là thất bại của chị, Puka bộc bạch với Minh Tú. Dù Puka không hề nhắc tên ai trong chia sẻ này nhưng bên dưới bài đăng, nhiều bình luận réo gọi tên Khả Như, tuy nhiên, căn cứ theo thời điểm clip lên sóng từ 7 tháng trước, tức cuối tháng 3 năm nay, không ít người cho rằng đối tượng mà Puka đang nói đến chưa chắc là sau phim nhà bà nữ.